Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 23 tháng 10, xe tải do nam tài xế điều khiển chở theo hai phụ xe chạy trên đường Trường Chinh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh theo hướng từ cầu Tham Lương đi ngã tư An Sương. Khi xe gần tới ngã tư An Sương thuộc phường Tân Hưng Thuận, quận 12 thì bất ngờ tông vào giải phân cách rồi lật nhào xuống đường. Người dân nhanh chóng phát hiện vụ việc, hỗ trợ đưa cả ba người ra ngoài. Trong đó, nam tài xế được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Nhận tin báo, công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, chiếc xe tải lật chắn ngang giữa đường khiến cho giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Được biết, trước khi xảy ra tai nạn, tài xế có dấu hiệu lên cơn co giật, mất kiểm soát. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, hiện trường vẫn đang được di dời. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.